Vâng, trung tâm điện tử Thanh Huê xin kính chào tất cả các bác. Vâng, hôm nay lại là một ngày mưa đẹp trời thì em sẽ mời các bác cùng thay đổi khẩu vị. Và cái video ngày hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác một cái con nâng tiếng rất là cao cấp. Và đây là cái sản phẩm có tích hợp cả giải mã và có các đường quang kết nối từ TV xuống hoặc là kết nối Bluetooth. Và đây là cái nâng tiếng để cho các bác sử dụng trong hát karaoke thì rất là tuyệt vời. Hoặc là các bác nghe nhạc muốn tăng thêm các giải bass, chép hay chung thì rất là hợp lý. Tiếp theo em sẽ mời các bác tiến tới lại gần để quan sát và cũng như là cùng em khui cái chiếc hộp này ra. Đây là cái nâng tiếng TD Acoustic các bác nhé. Và đây là cái model CB900 Premium. Và đây chính là cái tem của nhà phân phối. Vâng, đây là các thông số kỹ thuật, tần số rồi là công suất của cái nâng tiếng này. Còn bây giờ em sẽ khui cái con này ra cho các bác cùng quan sát ạ. Đây, đầu tiên là một cái tấm xốp để bảo vệ. Đây là bên trong, đây là dây nguồn. Vâng, đây là nút nguồn và các núm điều chỉnh. Đây, điều chỉnh đường sub, điều chỉnh bass đây. Và cái con này thì đã tích hợp cả cái giải mã rồi các bác nhé. Mặt bên trên thì đây là cái tem để xác thực đồ hàng chính hãng. Đây, cắm để cắm dây nguồn và đây là các đường vào in out đây. Con này thì được xuất xứ từ Trung Quốc các bác nhé. Vâng, ngoài thị trường thì đang bán cái em nâng tiếng này với giá là khoảng 2,3 triệu, nhưng bên em thì đang với cái giá ưu đãi đó là 1,850,000. Thì các bác có nhu cầu mua sắm hãy liên hệ với em theo cái số điện thoại ở trên màn hình. Và cảm ơn các bác đã quan tâm xem hết video của em.